27 tháng 2, Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã có báo cáo về trường hợp bệnh nhân nghi mắc động mùa khỉ trên địa bàn. Cụ thể, bệnh nhân CVB, 36 tuổi, ngụ xã Định Bình, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Gia Liễu, Cần Thơ và chờ kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur, thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo, ngày 19 tháng 2, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng đau rát vùng quy đầu dương vật và một số mụn mủ nên đến phòng khám tư nhân để điều trị. Sau 3 ngày uống thuốc, bệnh tình không thuyên giảm mà còn xuất hiện nhiều bọng mù ở bàn tay, cánh tay nên bệnh nhân đến Bệnh viện Gia Liễu Cần Thơ để thăm khám và điều trị. Sau đó, bệnh nhân được chẩn đoán nghi mắc bệnh động mùa khỉ. Về dịch tễ, gia đình của bệnh nhân gồm có 5 người, cha mẹ mới đi nước ngoài về và hai em đang sinh sống tại xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Để chủ động phòng chống dịch bệnh động mùa khỉ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh khẩn trương phối hợp cùng với các đơn vị liên quan tiến hành truy vết và giám sát người tiếp xúc gần khử khuẩn tại khu vực nhà ở của người bệnh ở xã định bình và gia đình ở xã nguyễn phích đồng thời tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân cũng như cộng đồng xung quanh trong thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm của viện pasteur tiến hành tổ chức tập huấn về công tác giám sát xử lý ổ dịch bệnh đậu mùa khỉ cho các trung tâm y tế huyện thành phố trạm y tế xã phường thị trấn phối hợp chặt chẽ với hệ điều trị trong công tác phòng chống dịch bệnh điều tra dịch tễ và tiếp nhận vận chuyển mẫu xét nghiệm kịp thời đảm bảo hóa chất vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân, cần tổ chức tốt việc khám, phát hiện, tư vấn điều trị, thông báo cho hệ thống y tế dự phòng, kịp thời phối hợp thực hiện các biện pháp phòng bệnh, thường xuyên cập nhật các phác đồ điều trị bệnh động mùa khỉ, tổ chức công tác khám bệnh, chữa bệnh, hội trần, chuyển tuyến theo đúng quy định của Bộ Y tế, hạn chế đến mức thấp nhất các biến chứng nặng khi có các triệu chứng nhức đầu, sốt, ớn lạnh, đau họng, khó chịu, mệt mỏi, phát ban và nổi hạch, cần hạn chế tiếp xúc người khác, chẩn đoán, lấy mẫu xét nghiệm và điều trị, cách ly kịp thời, lấy mẫu, phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế dự phòng điều tra dịch tễ các trường hợp nghi ngờ do virus động mùa khỉ, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế, không để thiếu thuốc. Tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện theo đúng quy định của Bộ Y tế, trung tâm y tế các huyện, thành phố phải giám sát chặt chẽ tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, phát hiện sớm, tiến hành điều tra làm rõ các yếu tố dịch tễ liên quan, điều tra truy vết xác định tất cả các người tiếp xúc gần, sau đó cán bộ y tế lập danh sách, hướng dẫn đối tượng tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày từ ngày tiếp xúc cuối cùng chỉ đạo thực hiện cách ly, điều trị người bệnh tại cơ sở y tế và cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện kiểm tra, giả soát thông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm theo đúng quy định tại thông tư 54 năm 2015 TTBIT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế để kịp thời phát hiện và xử lý nhanh chóng. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhập thiếu, nhập trễ thông tin các ổ dịch và ca bệnh, dự trữ đầy đủ trang thiết bị, hóa chất, thuốc phục vụ cho công tác phòng chống dịch tại địa phương.